Kính chào quý vị và các bạn, đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng, hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, nỗ lực phục hồi của giá vàng vẫn chưa thành công. Đã có lúc giá của kim loại quý vọt lên trên ngưỡng 1.740 đô la Mỹ, nhưng không được bao lâu đã vội quay đầu lao xuống. Thị trường dồn sự chú ý vào phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là ông Powell và Bộ trưởng Tài chính bà Yellen. Cặp đôi quyền lực của nước Mỹ sẽ điều trần về gói kích thích 1.900 tỷ đô la của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và chương trình đầu tư cho cơ sở hạ tầng trị giá 3.000 tỷ đô la. Trong bối cảnh các đảng viên Đảng Cộng hòa cho rằng kế hoạch này đang làm nợ của nước Mỹ thêm chồng chất và có nguy cơ gây ra lạm phát. Kết quả, cả bà Yellen và ông Powell đều nhận định rằng kinh tế của Mỹ đang phục hồi nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Họ nhấn mạnh rằng đà tăng của lạm phát không kéo dài và sẽ duy trì các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, trong đó có lãi suất ở mức thấp kỷ lục cho đến khi nắm rõ tình hình thất nghiệp và lạm phát ở trên ngưỡng 2% trong giai đoạn dài. Tuyên bố này ngay lập tức làm giảm bớt nỗi lo về khả năng lạm phát sẽ tăng cao. Giới đầu tư trở nên tin tưởng hơn vào việc sức khỏe của kinh tế của Mỹ sẽ tốt lên. Họ bắt đầu muốn chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư có yếu tố là rủi ro hơn cũng như là lợi nhuận nhiều hơn. Từ đó, giảm số lượng vàng nắm giữ khiến cho giá vàng đã tụt dốc. Ngoài ra, sự tăng tốc của đồng đô la Mỹ cũng khiến cho giá của kim loại quý giảm. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên trên ngưỡng 92,4 điểm. Chính đồng đô la Mỹ mạnh lên làm tăng chi phí sở hữu vàng của những người mua bằng các đồng tiền ngoại tệ khác. Về mặt kỹ thuật, đường xu hướng giảm kéo dài 9 tuần trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục bị phủ định, cho thấy đáy trên thị trường đã được định hình. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra giá đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc là 1.775 đô la Mỹ một ao. Ngược lại, mục tiêu giảm giá trong ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 3 là 1.673,3 đô la Mỹ. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng đồng loạt đi xuống tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên toàn quốc. Giá vàng trong nước đã chững lại, mức điều chỉnh trong những phiên vừa qua chỉ là tăng hoặc giảm đan xen trong phạm vi là 200.000 đồng một lượng. Trong bối cảnh giá vàng thế giới rơi vào trạng thái giằng co. Theo đó, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 55.100.000 đồng một lượng và 55.500.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.100.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán là 55.500.000 đồng một lượng. Còn tại Mỹ Hồng SJC cũng niêm yết giá vàng ở mức 55.200.000 đồng một lượng và 55.450.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Hiện tại, giá trần mua vào và bán ra của vàng miếng SJC ở mức 55.100.000 đồng một lượng và 55.520.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước, mời các bạn hãy cùng theo dõi. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.500.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.520.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch trên chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 400.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.110.000 đồng một lượng, bán ra 55.490.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.500.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là khoảng 400.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.500.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.500.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 400.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC
mua vào 55 triệu 200 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Vàng phố quý SJC mua vào 55 triệu 200 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 54 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG SJC mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 51 triệu 350 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 55 triệu 150 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55 triệu 150 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Manulife mua vào 54 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng lượng, bán ra 55 triệu 520 nghìn đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng lượng, bán ra 55 triệu 520 nghìn đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng lượng, bán ra 55 triệu 520 nghìn đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 55 triệu 080 nghìn đồng lượng, bán ra 55 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại Huế mua vào 55 triệu 070 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 530 nghìn đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Miền Tây mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 55 triệu 080 nghìn đồng lượng, bán ra 55 triệu 520 nghìn đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55 triệu 120 nghìn đồng lượng, bán ra 55 triệu 550 nghìn đồng lượng. Giá vàng mẫu số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mẫu số 9 ở từ 1 đến 5 chỉ mua vào 51 triệu 250 nghìn đồng lượng, bán ra 51 triệu 850 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 50 triệu 850 nghìn đồng lượng, bán ra 51 triệu 550 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 50 triệu 040 nghìn đồng lượng, bán ra 51 triệu 040 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36 triệu 816 nghìn đồng lượng, bán ra 38 triệu 816 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28 triệu 207 nghìn đồng lượng, bán ra 30 triệu 207 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19 triệu 648 nghìn đồng lượng, bán ra 21 triệu 648 nghìn đồng lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.960 đồng, bán ra 23.170 đồng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.970 đồng, bán ra 24.020 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.104 đồng, giảm 284 đồng, bán ra 17.818 đồng, giảm 296 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.875 đồng, giảm 89 đồng, bán ra 18.622 đồng, giảm 93 đồng. Đồng Yên Nhật mua vào 206 đồng,
bán ra 217 đồng, giá cũng không thay đổi so với phiên trước đó. Đồng euro mua vào 26.492 đồng, giảm 213 đồng, bán ra 27.876 đồng, giảm 224 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.074 đồng, giảm 282 đồng, bán ra 25.079 đồng, giảm 293 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 30.881 đồng, giảm 263 đồng, bán ra 32.171 đồng, giảm 274 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.469 đồng, giảm 6 đồng, bán ra 3.614 đồng, giảm 7 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.708 đồng, giảm 76 đồng, bán ra 17.406 đồng, giảm 79 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021. Đến đây, nội dung bản tin cũng xin được khép lại. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày mới sức khỏe và niềm vui. Nếu như các bạn yêu kênh luận quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.